Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái món ăn chay rất là ngon. Đó là món dê né chay. Món này thì mình ăn gia đình hoặc đại tiệc cũng được. Diệu Huệ có chia sẻ trên kênh rồi, nhưng mà video nó quá dài nên là hôm nay Diệu Huệ rút ngắn lại để cho cô chú anh chị và các bạn ứng dụng làm cái món ăn chay này thành công. Hôm nay thì Diệu Huệ nấu đến đâu Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu đến đó ha. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ các nguyên liệu: chân nấm đông cô, nấm đùi gà, khổ qua, hủ hoa hay là còn gọi là mướp đắng, cà bắp, xả, gừng, hành ba rô, dừa tươi, ớt sa tế và sữa tươi không đường. Bạn nào cử sữa thì hoan hỷ cho mình ha. Mình ăn chay vì sức khỏe nên mình không cử hành và cử sữa. Rồi đây là nguyên liệu để làm món dê né chay. Gia vị nêm thì muối, bột nêm chay và nước mắm chay, rất là đơn giản. Sau đây mình mời cô chú anh chị và các bạn đi sơ chế cái nguyên liệu này để mà mình làm cái món ăn ngon này nha. Xả và gừng mình nướng ha. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, mình đã sơ chế xong hết cái nguyên liệu rồi. Gừng mình đập dập hoặc là vắt lấy nước cốt ha. Xả này mình cũng đập dập luôn. Nấm này mình ngâm nước muối rửa sạch và đập dập luôn. Nấm đông cô này thì mình xé hành ba rô. Và Diệu Huệ cũng đã làm xong cái dĩa rau rất là đẹp luôn. Cái trang trí rau thì củ thì chắc là cô chú anh chị và các bạn biết hết rồi ha. Bạn nào chưa biết thì xem cái video dê né chay, mà nó dài một tiếng luôn á, nên là mình làm lại cái video hôm nay để cho nó ngắn lại cho cô chú anh chị và các bạn ứng dụng để làm cái món ăn này cho nó ngon ha. Bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với mình để nấu món ăn này nè. Mình nấu vô cái nồi ha, mình bỏ dầu vô một xíu thôi. Nồi nóng mình cho miếng ba rô vô đây ha. Ba rô thơm rồi mình cho nấm đùi gà vô. Mình áp chảo ha cô chú anh chị và các bạn, cái này mình áp son. Món này mình có thể làm một trong hai loại nấm ha, nhưng mà Diệu Huệ hôm nay làm hai loại nấm luôn, là vì trong nhà có sẵn ở trong tủ lạnh á, mình để lâu thì nó cũng mất ngon nên mình làm hết để cho cô chú anh chị và các bạn ứng dụng một trong hai loại nấm. Mình cho vô đây một xíu bột nêm ha, một ít sa tế ha. Nhà các bạn mà có dầu màu điều cho vô đây một chút ha, không có thì khỏi cho. Và mấy hạt đường cát cho điều vị. Rất là thơm rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Rất là giống dê né luôn ha. Y chang luôn. Không phải ăn chay mà tưởng. Nhưng các bạn ăn mặn chuyển qua ăn chay coi. Nó ngon lắm. Bây giờ xong rồi mình trút ra dĩa. Mình trút cái nấm đùi gà này ra cái dĩa ha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Rồi giờ mình sử dụng cái nồi mình vừa nấu xong ha. Mình cho vô đây một xíu dầu. Mình cho ba rô vô đây. Mình phi thơm. Ba rô thơm rồi mình cho gừng vô luôn. Mình cho mấy cái xả xanh xanh này vô mình xào. Mình chừa lại mấy cái gốc non ha cô chú anh chị và các bạn. Mấy gốc này nè, mình để dành chút mình bỏ xào cho nó thơm ha.
và mình xào cho xả với lại cái gừng này nó thơm, thơm quá. Cô chú anh chị và các bạn ơi, mới gia vị không mà nó thơm, nó thơm nức mũi luôn á. Thường thì Diệu Huệ mà đi nấu tiệc là cái gừng này nè, Diệu Huệ xay nó nước cốt, nhưng mà mình nấu ăn gia đình nên là mình bỏ luôn vô, mình xào vậy mình lấy mùi thơm cũng được. Rồi xả thơm rồi mình cho nấm vô, rồi mình xào cái nấm này cho nó thật là săn. Nấm nó săn rồi mình tiến hành nêm gia vị. Nêm vô đây một xíu muối, một xíu bột nêm. Cái nấm này người ta đã nêm nếm gia vị rồi nên mình chỉ nêm lại thôi. Và một ít đường phèn, mình nêm lại nên mình nêm nó lạt lạt thôi. Rồi bây giờ mình cho nước dừa vô đây, mình âm, mình nấu cho nó cạn cái nước này luôn ha cô chú anh chị và các bạn. Cạn cái nước dừa này luôn rồi mình mới, mình cho cái sữa vô đây luôn. Rồi mình để đây cho nó sôi, mình đi làm nước chấm. Mình làm nước chấm món này bằng chao ha cô chú anh chị và các bạn. Còn chút mình ăn là mình ăn với lại dầu bơ thực vật. Hồi nãy Diệu Huệ quên chia sẻ. Mình nặn chanh vô đây ha, mình làm bằng nước cốt chanh nè. Mình cho vô đây một ít đường, độ ngọt của gia đình ha, một ít sa tế. Rồi mình múc chao. Rồi mình quậy cho đều. Cái món này là không có sa tế là không ngon ha cô chú anh chị và các bạn. Bắt buộc phải có sa tế. Bạn nào muốn biết cái cách mà xào ớt sa tế tại nhà thì vô trong kênh kiếm video cách xào sa tế xem ha. Rồi mình đã có một chén nước chấm rất là ngon. Mình thử một tí nước chấm coi. Thử coi. Ngon quá. Nó có vị chanh chua chua, vị đường ngọt ngọt, vị ớt sa tế rất là thơm. Ăn thua ở nước chấm nữa ha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì mình quay qua cái chân nấm đông cô của mình, nó cũng đã rút nước rồi ha. Mình cho cái xả vô, mình cho cái miếng sa tế vô đây, mình trộn cho đều. Nhà bạn nào có sẵn dầu hào chay thì cho vô đây một ít, còn họ không có thì khỏi cho cũng được. Rồi mình trộn đều. Giờ nó sệt lại rất là ngon rồi nào cô chú anh chị và các bạn. Thơm quá à, rất là tuyệt vời luôn. Có thua kém gì món mặn đâu. Rồi nó rượu lại rồi, giờ mình cho lại cái dĩa nấm đùi gà chứ. Rồi mình trộn đều lên. Mình cho nấm đùi gà vô, mình nấu khoảng 2 phút thôi để cho nó điều vị. Rồi nấm của mình đã được rồi. Bây giờ thì mình múc ra dĩa ha. Rồi mình múc ra một dĩa, mình rắc lên đây ít cái hạt tiêu ha. Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị và các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Món ăn rất là ngon. Rồi đã hoàn hảo, tuyệt vời và vi diệu luôn. Và đây là dĩa khổ qua. Món này mình dùng để đãi tiệc được ha cô chú anh chị và các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình bắt đầu dọn ăn nè. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, mình dọn ăn ha. Mình hôm nay mình uống với Melinda.
bơ thực vật. Rồi mình múc bơ vô đây. Rồi mình bỏ khổ qua vô. Món mặn á thì người ta bỏ thịt dê trước, còn mình bón chay á là mình bỏ rau củ mình xào trước, bởi vì nấm mình đã nấu chín rồi. Nên là mình xào rau củ trước ha. Rồi củ quả xanh ngát, xanh xanh luôn. Giờ mình cho chân nấm vô đây. Chan cái nước này lên đây. Mình cũng xào y chang là người ta ăn đồ mặn vậy thôi. Rất là ngon. Nhìn rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị và các bạn ha. Đó. Dê né chay. Cô chú anh chị và các bạn làm bằng nấm đùi gà hoặc là chân nấm đông cô mua trong tiệm cũng được. Rất là tuyệt vời luôn nè. À, bây giờ là mình chấm với chao ha. Mời cô chú anh chị và các bạn một miếng nè. À, mình chấm miếng khổ qua với miếng nấm nè. Chấm chao. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng với lại gia đình nhà mình nha. Ăn đi Diệu Hoàng ơi. Mời nha. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng nha. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Ăn đi Diệu Hoàng. Giấm. Tao. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Đó, món này là món đại tiệc ha cô chú anh chị và các bạn, rất là tuyệt vời và vi diệu ha. Mình mời cô chú anh chị và các bạn uống một miếng nước Mirinda nữa nè, cùng ly cái Diệu Hoàng. Bữa nay tiệc gì đây? Tiệc ăn mừng kênh YouTube được 4.000 giờ hả? Rồi. 1 2 3 vô. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng nước Mirinda nha. Anh chị dùng cho mình ly nước nha. Ăn chay đâu có thiếu thốn gì đâu ha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh á thì bấm đăng ký kênh ha, tặng cho Diệu Huệ like nữa. Rồi bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận các video mới tiếp theo Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Video hôm nay cũng khá dài rồi. Diệu Huệ xin được dứt video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Mến chào.